ơi, tôi đâu có biết là chị nữ vậy ạ. À, tôi nghe thôi, tôi chỉ nghe thôi là nó lắc có một chân mà nó giờ nó giật sập nguyên buồn. Trời ơi, còn cái gì nữa, trứng mà nó chơi nguyên hộp một chục trứng của chị luôn á chị. Giờ còn trứng nữa đâu, tôi thì tôi đâu biết chị cắt buồn trứng đâu, thương quá. Thôi giờ chị ngồi im đó đi, tôi sẽ tự đi, tôi sẽ trà lết cho già chị, tôi sẽ pha sữa đậu nành đem ra tới nơi đút cho chị uống, chị không cần cái pha. Bây giờ chị cứ ngồi đây như bán thân bất tội vậy. Để đó tôi. Bà ơi, bà khùng quá đi bà Đậu ơi. Tôi chỉ cắt buồng trứng thôi mà, chứ tôi đâu phải cắt tay cắt chân đâu, tôi đâu có phải què mà tôi đi không được. Thì bởi vậy tôi nghe tin là chị cắt, tôi tưởng chị cắt chừng một hai trứng thôi, tôi đâu có ngờ chị chơi nguyên buồng vậy. Bà làm cái ghê quá. Bây giờ không có sao hết trơn á, tôi vô tôi pha cho chị uống chứ đừng làm vậy, tôi phục vụ chị. Nè nói nghe nè, tôi không biết là cắt buồng trứng xong rồi có uống sữa đậu nành được hay không được. Bây giờ nghe bác sĩ biểu mình, bây giờ mình cứ uống thuốc đều đặn là nó ổn, mà không có gì hết trơn. Uống theo toa bác sĩ hả chị? Làm gì mà rên rỉ khóc lóc cho cô. Chị bà ơi, có gì nữa để trời. Chị bà ơi, trời ơi, tôi chưa chết mà sao hết người này khóc tới người kia khóc rồi trời. Chị bà ơi, chị Đậu có đây luôn rồi. Cô, gì vậy? Trời ơi, tôi nghe thông tin là chị bị cắt buồng trứng. Trời ơi, tôi nó đang dính trong người mà nó cắt cái bạc đi, mất nguyên cái buồng trứng thì làm sao mà sống. Nó không chờ lại cái nào, cắt sạch luôn hả? Sạch. Trời ơi, sạch sẽ luôn. Bởi vậy tôi phải đem trứng qua đây tôi cúng cho chị. Tôi biếu chị. Biếu. Đây thì mấy người sao vô ghi qua thăm bệnh nhân mà không an ủi người ta mà trù người ta chết không là có sao? Có an ủi nè, mua đồ quá trời nè. Mua cái gì mà tự nhiên mà khóc như là tôi chết. Tôi nói tôi là giờ tôi cắt xong rồi tôi khỏe rồi, không có chuyện gì xảy khỏe ra. Khỏe cái gì chị đừng có ý như vậy. Em nói chị nghe là chị cứ tưởng tượng đi. Thường mà cái gì người ta cắt người ta bỏ trong cơ thể mình là phải ung thư, người ta phải cắt đúng người ta rồi, bỏ. Rồi chị ơi. Thì đó, chị thấy nhẹ trong cơ thể là tại nó cắt bớt á. Mình đi khám thì bác sĩ nói cái này là để không có tốt thì thôi cắt đi. Cắt thì nó nhẹ thì cái thể nào tốt mà tôi làm vậy thôi. Nhưng mà dấu hiệu sao nhưng mà biết? Bác sĩ nói vậy nè. Bác sĩ còn nói là nếu mình cắt như vậy thì cái người mình đó, cái nội tiết tố nữ á nó sẽ giảm bị giảm đúng như, không như đàn ông vậy đó. Nhưng mà giờ mình thấy mình cũng nữ tính bình thường, còn cái vụ mà đàn ông sau này á thì mình không có biết, tại vì mình chưa tới lúc đó mình không biết. Nghe nè, lúc mà chị có máu đàn ông trong người á, chị đừng có thích tôi nha. Và tôi biết tôi đẹp, nhiều người thích á. Nó nói với bà quá bà ơi. Chị sao chị? Người ta nói như vậy đó. Người ta nói bị mình uống thuốc uống men gì đó. Nhưng mà hôm nó có nóng tính đồ lên không? Không, giờ thấy thì cũng bình thường thôi à. Thấy bình thường hả? Ừ, nhưng bà nói bà đem qua cho tôi uống đậu nành thì tôi cũng đang thèm, mà tôi không biết là mình mới cắt xong mình uống đậu nành được hay không. Ê bậy nha. Được chứ sao được. Không được. Mới cắt xong cái gì phải hỏi bác sĩ cho đàng hoàng. Đúng rồi, hỏi rồi. Mới bị bạn mà. Bà cũng lại đó. Trời ơi, đậu nành. Trời ơi, trời ơi. Thải vô. Này đem cho ai vậy? Đem cho đất uống hả? Uống được rồi sao? Lên cái nó rớt xuống đó, tôi đang thèm mà tôi không biết uống được hay không để hỏi bác sĩ đàng hoàng. Nếu bác sĩ cho uống thì tôi uống, tự nhiên dột vậy rồi ai uống? Không có dột, có lỡ đừng ai dột vậy rồi lụm lên cho tôi uống nha. Thôi vậy bỏ luôn trời đi. Trời ơi má ơi, nè lên bỏ miếng đường vô uống. Bây giờ muốn uống hay không á hỏi bác sĩ đi. Hỏi chuyên gia đi. Kìa bác sĩ đâu? Kìa. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi. Da mình sáng mình hẳn lên chỉ sau 3 tháng kiên trì. Không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Hơn cả sự mong đợi, mình tự tin xông ca cùng chồng. Anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ bảo Sugen mới với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu, giúp tăng cường nội tiết tố nữ, bổ sung thêm canxi. Bảo Sugen 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. Bảo Sugen cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xương. Cát Tường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện của nàng. Thưa quý vị, chương trình rất là vui khi mỗi tuần lại được gặp quý vị khán giả và chia sẻ với quý vị những thông tin thật bổ ích về sức khỏe của chị em phụ nữ. Và ngày hôm nay thì Cát Tường chia sẻ một vấn đề mà Tường nghĩ rằng tất cả các chị em phụ nữ không ai muốn mình mắc phải, đó chính là cắt buồng trứng. Như vậy thì tại sao chúng ta phải cắt buồng trứng và như vậy thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội Sản Phụ Khoa Cần Thơ để cùng tìm hiểu về vấn đề này. Dạ, chào bác sĩ ạ. Chào Cát Tường và các bạn xem đài. Dạ, thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho khán giả biết khi mình mắc phải căn bệnh gì thì mình phải dùng tới cái phương pháp là cắt bỏ một bên buồng trứng hay là cắt bỏ cả buồng trứng, thưa bác sĩ? Cắt bỏ buồng trứng thì khi gọi là bệnh lý thì người ta phải cắt bỏ. Thí dụ như trường hợp mà chị em là bị trưởng ngoài dạ con chẳng hạn, thai ngoài tử cung, thì coi như chắc chắn là phải cắt một bên. Cắt một bên buồng trứng thì cái khả năng mà chị em có thai trở lại thì chỉ còn 50% thôi. Thứ hai là buồng trứng của mình là tự nhiên cái nó bị có một cái khối u nang. U nang rất là to, u nang buồng trứng.
hoặc có thể là một cái khối ung thư chẳng hạn, thì ung thư thì khi phải cắt bỏ cả hai bên, còn khối u nang thì chúng ta sẽ phải cắt bỏ một bên. Thì cứ miễn cắt bỏ bên nào thì bên kia còn lại thì nó phải gánh vác cái chức năng là sản sinh ra noãn và sản xuất ra estrogen. Do vậy thì nó sẽ giảm rất là nhiều so với khi còn cả hai buồng trứng, giảm rồi. Dạ, ngoài cái việc đó thì khi mà mình bị phải cắt buồng trứng thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình như thế nào? Thì khi mình cắt bỏ buồng trứng thì có phải là cái nhu cầu tình dục của mình mình không còn sự ham muốn nữa hay không ạ? Cái ảnh hưởng đó thì đương nhiên thì mình khi mà cắt hai buồng trứng rồi thì không còn estrogen, không còn noãn nữa, thì người phụ nữ bắt đầu bước vào tuổi mãn kinh, mà bước vào tuổi mãn kinh rồi thì nó lại làm cho chị em có những cái biểu hiện như là bắt đầu bước vào tuổi già. Thì nó bắt đầu biểu hiện như là nó cảm thấy như trong người nó khó chịu, bốc hỏa, rồi giấc ngủ không ngon, đau nhức xương, rồi bệnh tim mạch gia tăng, hoặc là khô teo điệu dục, hoặc là khô teo âm đạo, vân vân, và quan hệ không được. Nếu như vậy thì đối với những người mà bị cắt buồng trứng rồi thì cái lượng estrogen nó bị giảm. Vậy thì có cách nào để mình bổ sung một cách hiệu quả nhất cái lượng estrogen vào trong cơ thể hay không? Thì theo cái phác đồ mà hiện nay mà coi như là Bộ Y tế họ đưa ra đó, thì mình phải suy nghĩ như thế này, mình phải chú ý thế này. Nếu như người ở phụ nữ mà bị cắt buồng trứng ở cái tuổi mà coi như là trước 40 á, tức là liên quan tới vấn đề mà suy giảm hoạt động của buồng trứng á, thì mình phải cho họ có một cái vòng kinh, thì mình duy trì nội tiết hàng ngày và kèm thêm cái estrogen thảo dược từ tinh chất mầm đậu nành. Còn nếu như người phụ nữ mà trên 40 tuổi, 45 tuổi đi mà bị cắt buồng trứng thì mình phải bổ sung một cái nội tiết người ta gọi là hormone thay thế. Cái hormone thay thế này thì khi mà mình bổ sung vào thì phải nói rằng nó là thuốc mà, thành ra thì nó cải thiện nhanh. Nhưng ngược lại thì nó lại đòi hỏi một cái điều gì? Nếu như anh muốn sử dụng cái hormone thay thế này, bắt buộc anh phải liên kết với bác sĩ chuyên khoa. Mà anh phải tầm soát, anh phải sàng lọc, phải coi như có khám và làm một số các xét nghiệm để xem người phụ nữ có sử dụng được cái thuốc đó hay không. Và trong quá trình sử dụng như vậy thì phải theo dõi rất là chặt chẽ. Mà nếu như mình dùng mà ở một cái liều lượng mà nó không đúng chỉ định, nó liều cao quá, thì đôi khi nó lại ảnh hưởng ngược lại, tác động nó lại có hại đối với chị em mình. Thí dụ như là nó làm cho cái quá sản cái mô vú hoặc là quá sản nội mạc tử cung, thì nó lại dẫn đến cái tình trạng là nguy cơ. Cái phương pháp thứ hai mà hiện nay mà các bác sĩ cũng thiên về sử dụng nhiều, đó là dùng cái estrogen thảo dược, tức là chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành. Bởi vì đó là cái estrogen nó gần giống với estrogen nội sinh của chị em phụ nữ, khi vào cơ thể thì nó làm cho là cân bằng được, bổ sung được, mà nó không gây hiện tượng dư thừa và nó cũng không gây tác dụng phụ, nhất chậm nhưng nó an toàn. Và cái quá trình mà cần phải kiểm soát thì nó cũng không cần phải kiểm soát quá gắt gao. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Kính thưa quý vị, với tất cả những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ, Cát Tường nghĩ rằng các chị em phụ nữ nếu như không may chúng ta phải bị cắt bỏ buồng trứng thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng, bởi vì vẫn còn những cái biện pháp giúp cho cuộc sống chúng ta vẫn luôn được hạnh phúc và viên mãn. Xin cảm ơn bác sĩ một lần nữa ạ. Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết rồi. Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin kính chào. Em nói ông bác sĩ nói không được. Thôi. Thì nó thèm nhưng mà đã rớt thì thôi, trời ơi. Đó, ta nói nha. Rớt thì thôi hả? Vậy thôi để em đập cho. Thôi đập cái gì vậy? Trời đất ơi, nó đập cho nó bể. Dạ. Em sợ chị thèm chút em về chị lụm chị uống. Trời. Nói vậy không? Rảnh nghe sao rảnh luôn. Mà bác sĩ chỉ biểu mình là uống tinh chất mầm đậu nành vô thì nó sẽ có sản sinh nội tiết tố nữ mà tốt cho da dẻ nè, cho phụ nữ rồi mình cải thiện lão hóa. Rất là thích. Đó, tôi phải mua cái đó tôi uống đó. Đó, mua liền đi nghe chưa? Tụi mình là trung niên rồi mà mình hụt cái nội tiết tố nữ dữ lắm. Đó, tốt nhất á, tôi là bệnh nhân là làm ơn đi về mỗi người đây mua đây tinh chất mầm đậu nành cho tôi là tôi mừng rồi. Nói chứ đừng có làm phiền tôi ồn quá đi. Đi về hết chứ. Nói giỡn chơi bà thôi. Thì tôi mua thẳng cho bà rồi. Cái sức mầm đậu nành. Ừ. Uống luôn. Thương bà, tôi sợ bà bị thiếu hụt. Trời ơi, trời ơi, nổi da gà. Trời bà ơi. Thôi, bà ơi, bà về cho bà đi về nha. Đi quá mà ơi. Thôi đi về. Tình cảm cái gì? Thôi. 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 Mấy bà gì cũng vui. Viên uống Bảo Xuân hân hạnh tài trợ chương trình này. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi.
da mình sáng mịn hẳn lên. Chỉ sau 3 tháng kiên trì, không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Hơn cả sự mong đợi, mình tự tin xông ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Sugar mới, với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu, giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bổ sung thêm canxi, Bảo Sugar 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. Bảo Sugar cân bằng nội tiết, gìn giữ nét Sugar.